Xin chào các bạn. Hôm nay trong cái video này thì trên kênh PA Marketing sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn một số những cái nội dung rất là quan trọng của chiến lược kinh doanh năm 2021. Chắc hẳn là chúng ta đang bước vào cái giai đoạn những ngày đầu năm khai xuân của các doanh nghiệp rất là vui vẻ, lì xì, rồi thì chúc mừng năm mới cùng ly rượu vang. Nhưng mà đối với những cái lãnh đạo cấp trung, rồi các trưởng phòng, các cái giám đốc thì chúng ta đang rất là lo lắng và không biết là cái chiến lược kinh doanh trong năm nay thì sẽ phải quyết định những cái chiến lược nào là quan trọng, và bối cảnh Covid-19 vẫn tiếp tục phát triển rất là khó đoán, khó lường và có nhiều rủi ro như hiện nay thì chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào. Thì trong cái video này thì Phan Anh, tên tôi là Phan Anh và là giảng viên, là chuyên gia về marketing online hàng đầu Việt Nam từ năm 2008 tới nay, thì tôi sẽ đưa cho các anh chị một số những cái nhận xét, một số những cái định hướng trong cái bài nói chuyện này của tôi. Thì thứ nhất là tôi muốn nói về cái nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2021. Đây là cái dự báo mang tính chất cá nhân của tôi, các anh chị có thể tham khảo. Sau đó thì tôi sẽ đưa cho các anh chị một số những cái gợi ý về sự phát triển của thương mại điện tử, cũng như là sử dụng marketing online để tăng trưởng doanh số bán hàng, để tiếp cận khách hàng trực tuyến và vẫn có thể tăng trưởng doanh số. Đó, dù bạn là nhà sản xuất hay là bạn là nhà thương mại, dù bạn bán buôn hay bạn bán lẻ, dù bạn là doanh nghiệp hay bạn là khách hàng, cũng như là những người bán hàng theo mô hình C2C, tức là các cá nhân, những nhà khởi nghiệp, hay là chúng ta có quyết định là mua Bitcoin tại thị trường năm nay hay không, khi mà Bitcoin bây giờ đang có giá trên 50.000 đô la, đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cần phải giải quyết, đúng không ạ? Thì đầu tiên thì tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn về một số những cái nhận định về diễn biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng như là trên toàn cầu năm nay. Thì năm nay thì nền kinh tế Việt Nam được dự báo là tăng trưởng khoảng từ 5-6% GDP. Trong năm 2020 thì GDP Việt Nam đã đạt khoảng 1,9-2,0%, và với dự báo đạt khoảng 5-6%, và tôi cho rằng mức 5% là mức có thể đạt được tại thị trường Việt Nam, tức là tăng trưởng gấp khoảng 2,5 lần so với 2020, và nó thấp hơn so với cái mức bình quân từ khoảng 7%-7,5% mọi khi. Và điều đấy cho thấy rằng là kinh tế Việt Nam là có tiếp tục tăng trưởng và thích nghi tốt hơn trong điều kiện Covid đó. Thế thì cái xu hướng kinh doanh online cũng là một cái xu hướng rất là mạnh từ trước đó rồi, nhưng mà nhờ có Covid thì nó sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, và nó thúc đẩy cái quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhiều hơn, có đúng không ạ? Vâng. Thế thì ở đây cái câu chuyện là chúng ta có thể thấy rằng là ngoài cái vấn đề về GDP thì chúng ta nhìn thấy rằng đó chính là những cái sự lạc quan hơn về tình hình kinh doanh trong quốc tế cũng như là tại Việt Nam, đúng không ạ? Thế còn tình hình Covid-19 thì vẫn tiếp tục được dự báo là rất phức tạp trên thế giới, và hiện nay đang có những cái dấu hiệu giảm dần một chút, do là có vaccine, do là có các cái biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, ví dụ như là giãn cách ở Việt Nam, các nước cũng đang bắt chước, rồi đeo khẩu trang trên toàn cầu, đúng không ạ? Thì tình hình giao thương giữa các nước, giữa các quốc gia cũng vẫn sẽ gặp những khó khăn nhất định do dịch bệnh Covid, đúng không ạ? Chúng ta rất là khó xuất khẩu, và ngược lại là các nước khác cũng như vậy. Tiếp tục là cái cầu trên toàn cầu, tức cầu đây là nhu cầu, demand, cái cầu nó bị giảm, nó bị đứt gãy ở rất nhiều các quốc gia, cho nên nó khiến cho cái việc kinh doanh của các quốc gia cũng như là của Việt Nam trong mảng xuất khẩu cũng gặp nhiều khó khăn, chứ không phải là dễ dàng, đúng không ạ? Vâng, chủ nghĩa bảo hộ vẫn tiếp tục lên cao, và chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc thì vẫn tiếp diễn, mặc dù chúng ta đã có tổng thống mới, và ngài Joe Biden này thì ngài cũng có vẻ như là ưa thích cái sự nền nã, cái sự mềm mỏng hơn, nhưng mà chắc chắn trong cái lợi ích quốc gia thì chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ tiếp diễn ở một mức độ nào đó, và gây ra những cái ảnh hưởng đáng kể đối với các cái hoạt động thương mại của Việt Nam, bởi vì Việt Nam là có giao thương với Mỹ và có giao thương với Trung Quốc rất là nhiều, có đúng không ạ? Các anh chị biết rồi đấy. Vâng, nền kinh tế trong nước thì phục hồi dần dần nhưng mà không đồng đều. Các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vẫn tiếp tục khốn đốn, đặc biệt là những ngành như là ngành du lịch, ngành hàng không, ngành giao thông, đúng không ạ? Hai cái ngành mà tôi nghĩ là rất là nặng đấy là ngành du lịch và ngành hàng không. Thì ngành du lịch thì chắc chắn là các bạn vẫn sẽ phải tập trung vào khách hàng nội địa,
và các bạn phải có chiến lược tập trung vào khách hàng nội địa ngay lập tức. Các bạn phải dùng các biện pháp kiểm dịch thật là tốt. Các bạn phải có những cái chương trình khuyến mại giảm giá thu hút người dùng, đặc biệt là những cái điểm du lịch ở quanh những cái thành phố lớn, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi đang ở trong một cái khách sạn 5 sao ở một cái khu vực gần Hà Nội. Tôi đang làm cái video này với một cái tiền thuê phòng nó rẻ hơn một nửa so với cái ngày bình thường. Thì ý tôi muốn nói là cái mảng du lịch của nội địa cũng vẫn rất là tốt, đúng không ạ? Các bạn hãy kích cầu du lịch nội địa và các bạn hãy đưa ra các giải pháp phòng dịch, các cái giải pháp về giá, các giải pháp về giao vận thật là tốt, các dịch vụ thật là tốt, thì các bạn sẽ có được cái lượng khách hàng và phải nâng cao cái trải nghiệm khách hàng lên, đúng không ạ? Vâng, thị trường nội địa thì được đánh giá là bình ổn và tâm lý người tiêu dùng thì lạc quan hơn. Tuy nhiên là lạc quan hơn là so với 2020 thôi, chứ không phải là lạc quan hơn so với 2019, đúng không ạ? Bởi vì các anh chị biết rồi là mọi người bây giờ cũng vẫn rất là lo lắng về Covid, vẫn có những người bị ảnh hưởng bởi thu nhập, đúng không? Tết vừa rồi thì ta có nào thể nói là Tết toang, không phải là chỉ riêng tỉnh Hải Dương mà hầu như là các tiểu thương ở các tỉnh đều gặp những cái vấn đề về buôn bán, doanh số đều suy giảm, đúng không? Vâng, và nhờ có Covid, nhờ có công nghệ thì bán hàng online, thương mại điện tử bùng nổ do giãn cách xã hội, hoặc là những cái giải pháp cho việc làm việc từ xa, work from home hoặc là study from home phát triển rất là mạnh, đúng không? Bằng chứng là doanh thu bán lẻ của các nhà bán lẻ máy tính, của FPT, của Thế Giới Di Động đều tăng trưởng gấp 5 lần bình thường. Bởi vì là cái nhu cầu mua camera, mua iPad hoặc là mua laptop cho học sinh, cho các con ở nhà học tăng rất là cao, đúng không ạ? Thì đấy cũng chính là những cái cơ hội, nhưng mà cái cơ hội này thì nó không phải là phân phối đồng đều trong các ngành đó. Thế thì thị trường thương mại điện tử ở trên thế giới thì cũng rất là bùng nổ, và thị trường Việt Nam cũng như vậy. Nhờ có Covid và nhờ có công nghệ, người Việt Nam cũng đã có khoảng độ 12 năm nay là mua hàng online, bán hàng online và bắt đầu là hướng tới sự chuyên nghiệp, đúng không? Cái doanh thu từ thương mại điện tử tăng cao lên tới hàng tỷ đô, đúng không ạ? Các cái sản phẩm bán lẻ, sản phẩm tiêu dùng nhanh, các cái sản phẩm thiết yếu B2C, B2B và C2C cũng phát triển ở Việt Nam khá là đồng đều. Đó, thì các bạn có thể quan tâm, đúng không ạ? Thương mại điện tử ở Việt Nam thì hiện nay có những cái hệ sinh thái và có những công cụ, phần cứng, phần mềm, các giải pháp hỗ trợ khá là đầy đủ. Ví dụ như là các cái website thương mại điện tử, ví dụ như là thanh toán trực tuyến qua Internet Banking, Online Banking, Mobile Banking, app, đúng không ạ? Rồi thì ví điện tử, rồi thì thậm chí tiền ảo, tiền điện tử. Đấy. Các cái dịch vụ đặt xe, gọi xe thì chính là những cái dịch vụ mà ship đồ, đúng không ạ? Giao hàng rất là tiện lợi ở các thành phố lớn. Nó cũng giúp cho việc bán lẻ trực tuyến trở nên dễ dàng hơn. Rồi thì xuất bản các phần mềm của nước ngoài, phần mềm của Việt Nam viết ra, các phần mềm từ ERP cho đến CRM cho đến những cái phần mềm từng chức năng một, ví dụ như phần mềm kế toán, phần mềm chấm công vân vân, đúng không ạ? Hay là phần mềm quản trị nhân sự cũng rất là nhiều đó, vì Việt Nam đang trong cái giai đoạn chính phủ khuyến khích để chuyển đổi số, đúng không ạ? Rồi thì truyền thông trực tuyến thông qua mạng xã hội như là Facebook, Google, Zalo, TikTok, YouTube, đấy là những cái giải pháp rất là phổ biến ở Việt Nam, hay là email marketing vân vân. Thì tất cả những cái giải pháp marketing online này thì thầy Phan Anh đều có thể cung cấp cho các anh chị và các bạn, từ mặt tư duy, chiến lược, công cụ, đào tạo nhân sự cho đến việc là triển khai nó để tăng trưởng doanh số, đúng không ạ? Rồi thì giao vận hàng hóa cũng trở nên dễ dàng hơn, đúng không ạ? Các cái công nghệ cao như là AI, tức là trí tuệ thông minh nhân tạo, hay là ML, tức là learning machine, đúng không ạ? IoT, rồi thì blockchain cũng manh nha phát triển ở Việt Nam, và các trường đại học, các nhà nghiên cứu cũng đã có những cái bài viết về cái lĩnh vực này rất là nhiều, và nó đang từng bước thay đổi cái cách thức. Một trong những cái ứng dụng rất là quan trọng mà tôi nghĩ rằng sẽ làm thay đổi đáng kể ngành bán lẻ cũng như ngành sản xuất nói chung, đó chính là công nghệ in 3D. Trong tiếng Anh nó gọi là công nghệ sản xuất bồi đắp. Công nghệ sản xuất bồi đắp, đây là một cái từ mà tôi dịch ở trên mạng ra, tôi dịch và tôi tìm được một cái từ khóa như vậy. Bây giờ cũng rất là nhiều người sử dụng cái công cụ đấy. Nó là tức là gì? Một cái ngôi nhà như thế này, nó có thể in trong vòng một tuần là xong,
hay là một cái ly trà tôi đang ngồi uống trà như thế này, nó có thể in trong vòng một phút là xong. Thế thì bây giờ tôi in được tất cả những thứ như thế này thì làm sao tôi phải đi mua nữa? Và tương lai khi mà máy in 3D rẻ hơn, khi mà cái chất liệu, nguyên liệu in 3D nó rẻ hơn, thì tôi khẳng định với các anh chị nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành sản xuất, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành thương mại, ngành bán lẻ, ngành thương mại điện tử đó. Nhưng tương lai đó ở Việt Nam nó có thể là 20 năm nữa, 30 năm nữa, thì các anh chị cần phải chú ý, đúng không ạ? Vâng, giáo dục trực tuyến thông qua các cái video như thế này cũng rất là phát triển, hay là live stream, hay là học qua các cái nền tảng meeting online như là Zoom, như là Google Meet, hay là Microsoft, vân vân, thì cũng đang rất là được ưa thích tại Việt Nam đó. Tiếp tục, các anh chị biết rằng là thị trường Việt Nam là một thị trường có khoảng gần 100 triệu dân, thế nhưng mà lại có đến tận là 148 triệu cái điện thoại di động đó. Rồi thì chúng ta có khoảng độ gần 70 triệu lượt người truy cập vào Internet, đúng không ạ? Và trong số đó thì có khoảng 65 triệu người đang sử dụng mạng xã hội đó, và sử dụng qua smartphone, rồi qua laptop, rồi qua tablet, hay là qua smart TV rất là nhiều. Đây là một cái tín hiệu rất đáng mừng đối với các nhà bán lẻ, đối với những doanh nghiệp sản xuất, đối với những người kinh doanh bán hàng online, bởi vì chúng ta có rất nhiều công cụ và khách hàng thì rất là sẵn có để có thể người ta sử dụng những cái nền tảng như thế này. Và tôi có dịch một cái tài liệu họ nói như thế này: nếu coi khách hàng là vua, customer is king, đúng không ạ? Khách hàng là vua, khách hàng là thượng đế, thì smartphone bây giờ chính là cái cây quyền trượng của nhà vua đó. Bởi vì người ta có thể quên ví nhưng người ta không bao giờ quên điện thoại. Hãy nhớ điều đấy, smartphone nó rất là thông minh, nó sẽ tích hợp hầu hết các cái ứng dụng, và trong đó mà chúng ta có thể tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi, mọi lúc mọi nơi, giống như cái câu khẩu hiệu của Mobifone, đúng không? Chúng ta có thể tiếp cận qua Facebook, qua Zalo, qua TikTok, qua YouTube, qua website, qua Google tìm kiếm, đúng không? Qua email, qua app đó. Đấy là những cái tôi liệt kê cơ bản. Telesale, đúng không? SMS hoặc là các cái loại tin nhắn thông qua các cái nền tảng OTT đó. Ở người Việt Nam hiện nay dành ra khoảng gần 7 tiếng đồng hồ để lướt Internet mỗi ngày, và 2,5 giờ sử dụng mạng xã hội mỗi ngày. Hãy nhớ điều đó. Nếu bạn chưa bán hàng online thì hãy làm ngay đi. Nếu bạn đang làm chưa tốt thì hãy làm tốt hơn đi. Và nếu bạn đang bùng nổ thì hãy bùng nổ tiếp đi. Ngày hôm qua tôi vừa ngồi ở khách sạn JW Marriott với một số người bạn, đều là những cái chuyên gia vào trong lĩnh vực thương mại điện tử. Thì một người bạn của tôi bằng tuổi tôi đang bán nội thất, rồi thì đang bán nồi niêu xoong chảo bát đĩa, tức là cái dòng sản phẩm đấy, gọi là những cái dòng sản phẩm gia dụng nhập từ Trung Quốc về sản xuất có thương hiệu ở Việt Nam đó, và sau đó chạy quảng cáo Facebook và bán trên sàn. Hiện nay thì bạn ấy tiết lộ là một tháng bán chừng 12 đến 15 container hàng đi về nhập chính ngạch đó, và bán 70% trên kênh Facebook và 30% trên kênh sàn thương mại điện tử. Hai kênh này thì các bạn gặp thầy Phan Anh có thể tư vấn cho các bạn và triển khai cho các bạn rất là ngon và doanh thu rất là lớn. Đấy, mặc dù là Covid khó khăn như vậy nhưng mà doanh thu vẫn rất là lớn, và chi phí bán hàng trên Facebook chiếm khoảng từ 30 đến 35% nhân với doanh thu, khá là cao. Nhưng mà mô hình của họ là mô hình F2C, tức là Factory to Consumer, tức là trực tiếp từ nhà sản xuất, từ nhà máy đến tay người tiêu dùng luôn, cho nên cái mức khoảng 30-35% là mức mà vẫn có thể chấp nhận được, đúng không ạ? Thì các bạn hãy lưu ý điều đấy. Rồi, thì những cái xu hướng kinh doanh online thì rất là bùng nổ trên toàn cầu, đều tăng trưởng qua các năm. Tôi không có thời gian liệt kê ở đây. Hay là trong khu vực Đông Nam Á thì cũng tăng trưởng. Việt Nam là một trong những quốc gia tăng trưởng rất mạnh. Dù họ thành lập các cái doanh nghiệp tại Singapore nhưng mà sau này cũng sẽ tìm về Việt Nam để phát triển. Đó. Thế thì người Việt Nam sử dụng Internet vào những mục đích gì? Đọc báo, giải trí, tin tức, nghiên cứu học tập, Google Search, đọc các file tài liệu, đúng không ạ? Và xem phim, nghe ca nhạc, chơi game, tìm kiếm thông tin mua hàng, khoảng 50%. 50% người dùng Internet Việt Nam là tìm kiếm thông tin mua hàng, truy cập email cho công việc, rồi thì tham gia các diễn đàn mạng xã hội và tìm kiếm các cái thông tin để mà phát triển nghề nghiệp đó. Các cái sản phẩm được mua bán nhiều nhất ở trên mạng Internet thì nó vẫn là các cái sản phẩm phục vụ cho khách hàng cá nhân theo mô hình B2C hoặc là mô hình C2C.
Thế thì B2C bán được thì B2B phải bán được, đúng không ạ? C2C bán được thì B2B phải bán được. Đó, thì ví dụ như là nó gồm có những ngành làm đẹp này, ngành giải trí này, ngành đào tạo trực tuyến này, ngành tour tuyến du lịch này, rồi thì các loại vé này, văn phòng phẩm này, đồ công nghệ này, làm đẹp này, rồi thì thực phẩm đó, và đặc biệt là bây giờ người ta sử dụng các cái sản phẩm và các cái dịch vụ liên quan đến làm đẹp, liên quan đến chăm sóc sức khỏe nhiều hơn rất nhiều, thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện tương tự như vậy, thì là đấy là những cái sản phẩm chủ đạo của bán lẻ nha. Vâng, người ta mua hàng bằng những hình thức nào? Thì người ta mua hàng thông qua web thương mại điện tử, thông qua diễn đàn, thông qua các ứng dụng application hoặc thông qua web. Thì đây là những cái hình thức phổ biến nhất tại Việt Nam. Và Việt Nam là một cái quốc gia cũng khá là khác lạ ở chỗ là người ta mua hàng trên Facebook rất nhiều, người ta mua hàng trên Zalo rất nhiều. Ở các nước thì người ta sẽ chạy thẳng vào một website hoặc là một cái application. Và tôi nghĩ rằng là tương lai gần thì Việt Nam cũng sẽ như vậy. Nhưng mà bây giờ nó sẽ là vừa web này, vừa sàn này, vừa mạng xã hội. Và một trong những công cụ mà các bạn biết đó là 95% các doanh nghiệp và những người bán hàng online đều đang sử dụng Facebook để bán hàng, để tiếp cận, để xây dựng thương hiệu. Thì các bạn gặp tôi là chuyên gia hàng đầu về cái lĩnh vực đó rồi, không có vấn đề gì phải hoài nghi về điều đấy cả, đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục là tôi sẽ trình bày cho các anh chị và các bạn là các cái yếu tố quyết định đến cái việc mua sắm trực tuyến ở đây là gì, để các bạn có thể nghiên cứu, đúng không? Các yếu tố quyết định đến hành vi mua sắm trực tuyến theo các bạn là gồm những cái gì? Thì thứ nhất là ở đây nó phụ thuộc vào uy tín công nghệ của website, của ứng dụng, phụ thuộc vào thương hiệu của người bán, doanh nghiệp, ví dụ như Thế Giới Di Động hay là FPT hay Điện Máy Xanh thì bao giờ cũng được dễ dàng hơn, đúng không? Phương thức đặt mua hàng tiện lợi, bảo mật đó, và giao dịch đơn giản. Phương thức mua hàng mới lạ, ví dụ như là bán hàng bằng live stream. Ở Trung Quốc thì các bạn biết rồi, ngành công nghiệp live stream bây giờ hiện nay chiếm khoảng 15% giá trị thương mại điện tử trên tại thị trường Trung Quốc, và nó hình thành một cái thuật ngữ là live stream commerce. Thế thì ở Việt Nam các chương trình đào tạo về live stream bán hàng hiện nay cũng đang chưa có, hoặc là do những người không chuyên đào tạo. Và nếu như công ty các bạn đang làm bán lẻ, nếu như công ty các bạn muốn phát triển live stream bán hàng thì các bạn cũng có thể liên hệ với thầy Phan Anh để được tư vấn và trợ giúp. Để thầy Phan Anh live stream từ 5 năm nay rồi, bán hàng các bạn có thể vào YouTube search bán hàng phong thủy, live stream phong thủy, đấu giá phong thủy, thì đã ra những cái video của thầy Phan Anh luôn. Rất là chuyên nghiệp, đúng không ạ? Rất là chuyên nghiệp. Rồi, phụ thuộc vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, chính sách bán hàng như là đổi, trả, bảo hành, bảo trì sản phẩm, các dịch vụ sau bán, vận chuyển, giao hàng nhanh chẳng hạn, đúng không? Rồi thì giá cả nhé. Trong thương mại điện tử thì họ so sánh giá rất là kinh. Thậm chí là họ sẽ mua hàng như này. Tôi đi du lịch, tôi sẽ vào một cái nhóm chuyên du lịch, tôi bảo là tôi cần đi du lịch JW Marriott hay là Six Sense hay là gì đó, đúng không? Thế thì tôi đi ngày này là sẽ có hàng trăm người phi vào bán hàng của tôi và báo giá rất cạnh tranh. Đấy. Hoặc là giữa các website, đúng không ạ? Giữa các người bán họ có cái sự cạnh tranh và cái sự minh bạch về giá. Cho nên ấy, trong kinh doanh ở trên mạng thì cái yếu tố giá là yếu tố rất quan trọng. Bạn bán trên Facebook bạn có thể phải bán giá khác, bạn bán trên sàn Shopee giá khác, bán trên sàn Tiki giá khác. Bạn phải có các chiến lược về thương hiệu. Thậm chí tôi có một học viên mà hôm trước tôi vừa dạy cái chương trình giám đốc kinh doanh, thì bạn ấy có khoảng 350 cái shop trên các sàn khác nhau. Đấy, tức là chiến lược của bạn ấy là cái gì cũng bán. Bán tất cả mọi thứ, bán tất cả các sàn. Đấy. Tên là shop A, shop B, shop C đều nằm trên cái sàn đấy. Mua cái áo này 300.000, sang shop này không mua được, sang đây 200.000 vẫn là của cái người bán đó. Cái chiến lược của họ là răng lưới ở khắp mọi nơi. Đấy cũng là một cái chiến lược rất là hay mà các bạn nên áp dụng, đúng không? Rồi thì các cái vấn đề về quảng cáo. Người dùng Việt Nam rất là hay ở cái điểm là không nhất thiết phải là có thương hiệu, phải là biết trước rồi người ta mới mua. 70% khách hàng, 70% cho rằng là sẵn sàng mua hàng của một cái thương hiệu mà chưa cần biết, chỉ cần có đủ tần suất quảng cáo. Tần suất quảng cáo là gì? Tần suất quảng cáo ở đây chứ là ví dụ bạn quảng cáo khoảng 10 lần, 15 lần đập vào mặt, thế thì nó có thể là sẽ nhìn thấy cái quảng cáo đó và họ sẽ có thể quyết định mua hàng. Vì vậy, nếu như biên độ lợi nhuận sản phẩm bạn đủ tốt, vì vậy nếu như bạn quảng cáo tốt trên các nền tảng đa kênh, đa nền tảng như là Facebook, như là YouTube, như là Google, như là Zalo, như là TikTok, tôi lấy ví dụ như vậy, thì tôi có thể dạy cho các bạn đa nền tảng như vậy, đúng không? Thì họ sẽ
đi từ hết cái ứng dụng này sang ứng dụng khác, họ xem từ điện thoại sang máy tính sang tivi, họ đều thấy bạn, họ sẽ mua hàng đó. Hoặc là người thân người quen giới thiệu về cái sản phẩm đó. Rồi, một cái nội dung tiếp theo trong cái bài này tôi muốn nói đấy là vì sao khách hàng không mua hàng trực tuyến, đúng không? Vừa rồi là vì sao họ mua, còn bây giờ vì sao họ không mua. Thế thì họ lo ngại về sản phẩm và dịch vụ chất lượng kém, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đấy. Mất lòng tin quá nhiều, đúng không? Ví dụ cái loại mà nhà tôi ba đời chuyên bán cái đó cái kia ba nhang này thì nó làm ảnh hưởng đến cái ngành dược, cái ngành thực phẩm chức năng. Lo ngại các thông tin cá nhân bị tiết lộ, giá cả dịch vụ không rõ ràng, sợ bị đắt, bị hớ, đúng không? Rồi thì dịch vụ chăm sóc khách hàng kém, chốt đơn lâu, lề mề, website app vận hành không mượt mà, vân vân. Cách mua hàng thì phức tạp lằng nhằng, không là chưa tin tưởng người bán, và dịch vụ cũng như là cái chất lượng dịch vụ còn tồi. Thì đấy là một số những cái đi trở ngại, đúng không ạ? Vậy thì trong cái bối cảnh Covid, trong cái bối cảnh mà công nghệ lên cao, bối cảnh mà thương mại điện tử lên cao, thì bắt buộc các anh chị cần phải làm, thứ nhất là phải online hóa nha. Chính phủ thì gọi là chuyển đổi số, thì đấy là một cái nó nghe nó có vẻ rất kinh khủng, nhưng mà các bạn chỉ cần online hóa cho tôi. Ví dụ như chưa bán hàng online thì bây giờ bán, chưa có web thì bây giờ có web, chưa chạy Facebook bây giờ chạy Facebook đó. Mình phải có một chiến lược về marketing, chiến lược về marketing online hay là internet marketing rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đầu tư vào content, đầu tư vào đa kênh đấy. Sau đó bắt đầu mới đến chuyển đổi số. Ví dụ như là trước đây chấm công bằng đi gõ gõ thì bây giờ chấm công vân tay, chấm công bằng app, rồi thì trước đây là xem báo cáo bằng Excel thì bây giờ báo cáo bằng Google Studio, Data Studio hay là Microsoft Power BI, hay là những cái phần mềm phân tích dữ liệu rất là phức tạp. Trước đây không có hệ thống ERP hay CRM thì bây giờ phải có, đúng không ạ? Để chăm sóc khách hàng tốt hơn đó. Và chúng ta cần phải xác định được hai yếu tố là rủi ro, sự thay đổi và xu hướng tương lai. Covid vẫn còn tiếp diễn trong những cái điều kiện rất là bất định như vậy, thì chúng ta cần phải quản trị sự rủi ro tốt và có cái sẵn sàng cho cái sự thay đổi, đúng không ạ? Rồi thì ở đây các bạn biết rồi đấy, khi mà báo điện tử ra đời thì báo giấy toang chết, đúng không? Uber Grab ra đời thì xe ôm bị xóa sổ, đúng không? Đấy, hệ điều hành mở ra đời thì hệ điều hành đóng như Nokia chết, đúng không? Facebook ra đời thì trở thành một thế lực truyền thông mới, đúng không? Hay là sàn thương mại điện tử ra đời thì những cái việc mua sắm bán hàng online lên ngôi đó. Thế thì cái việc bây giờ các bạn mà mở chuỗi hàng trăm cửa hàng thì cũng là một cái vấn đề không phải dễ dàng gì đấy. Hay là các bạn những cái địa điểm bán hàng offline mà cái chi phí đắt đỏ mà điểm hòa vốn cao, ví dụ như là lên tới hàng trăm triệu một tháng, hàng tỷ một tháng thì mới có đạt được điểm hòa vốn, thì cũng rất là rủi ro đó. Thì chúng ta cần phải quản trị sự thay đổi, chúng ta cần phải tính toán cái yếu tố Covid và online hóa. Bạn đừng nghĩ rằng bạn sản xuất thì bạn không online được, bạn đừng nghĩ rằng là bạn ngành bạn đặc thù không online được nha. Tất cả các kênh tôi đọc cho các bạn vanh vách luôn. Các cái công cụ thương mại điện tử trong nước có thể gồm là Facebook này, Zalo này, Google này, Instagram này, YouTube này, website này, sell web này, báo điện tử này, các mạng hiển thị này, kênh TikTok này, email marketing này, rồi thì app này, application này, đúng không? Thì liệt kê sơ sơ như thế. Rồi thì affiliate, đấy là rất rất nhiều các giải pháp có thể cung cấp cho các bạn. Đấy, hoặc là sàn thương mại điện tử, sàn thì gồm có sàn B2B, sàn B2C. Thậm chí là cả sàn C2C nữa. Nếu mà bạn xuất khẩu ra nước ngoài thì lại có thêm một số những cái website khác, hoặc là bán hàng online ra quốc tế, hoặc là sử dụng Facebook bán sang Mỹ, bán sang Canada, bán sang Úc. Đấy là cách một số bạn người ta làm, có thể làm dropshipping, hoặc là làm white label, hoặc là làm affiliate, hoặc là làm bán hàng xuyên biên giới. Đó. Thì tôi với cái kinh nghiệm và đào tạo, tư vấn và triển khai, cũng như là trực tiếp chạy quảng cáo và trực tiếp làm giám đốc kinh doanh cho rất nhiều tập đoàn lớn, từ giáo dục cho đến sản xuất, cho đến quy mô của chúng tôi có thể đạt đến vài trăm tỷ doanh số một năm, và có vài trăm nhân sự trong một doanh nghiệp, thì tôi sẵn sàng chia sẻ toàn bộ những kinh nghiệm, những hiểu biết, những cái bài nghiên cứu của tôi, những cái tài liệu, những cái chiến lược của tôi, và những cái mà tôi đã trực tiếp làm quảng cáo và tư vấn, cũng như là phát triển các cái giải pháp truyền thông cho khách hàng, hàng trăm, hàng nghìn nhãn hàng mà tôi đã làm việc. Hay là đào tạo về trực tuyến thì các bạn biết, các bạn có thể xem Kina, Unica và Edumo, đấy là những cái website mà tôi đã có những cái chương trình đào tạo từ năm 2013, 2014 rất là sớm.
Tôi đã dạy và đào tạo từ 2008 tới bây giờ, cho nên là tôi rất là tự tin và am hiểu sâu sắc về thương mại điện tử, về marketing online, về bán hàng trực tuyến và cập nhật những cái xu hướng mới nhất ở trên thế giới như là ở Mỹ, ở châu Âu, ở Nhật Bản, ở Trung Quốc để mà phục vụ cho các anh chị và các bạn, các cái doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, chủ shop, những người khởi nghiệp, những người bán hàng online và các bạn nhân viên, sinh viên đều có thể tham dự được. Ok, thì hôm nay một cái buổi đầu xuân năm mới thì chia sẻ với anh chị và các bạn một cái video như vậy. Hy vọng nếu mà các anh chị và các bạn mà đang xem video này thì có bất kỳ câu hỏi nào, bất kỳ cái yêu cầu hợp tác nào, bán hàng hoặc là hợp tác trong việc thúc đẩy bán hàng, phát triển marketing ra thị trường thế giới hoặc là nội địa, phát triển các nhãn hàng mới hay là những cái mô hình kinh doanh mới thì các anh chị các bạn hãy hết sức thoải mái liên hệ với tôi. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, giảng viên đại học thương mại, giảng dạy ở trường thương mại khoa thương mại điện tử từ năm 2008 tới nay, giảng dạy cho các doanh nghiệp, các tập đoàn về thương mại điện tử, về marketing, về truyền thông từ năm 2010 tới nay, cũng đã được 11 năm rồi. Số điện thoại 0989 623 888, tôi nhắc lại là 0989 623 888, email là phananhonline@gmail.com, Phan Anh là tên tôi, phananhonline@gmail.com, hoặc là Facebook cá nhân của tôi là facebook.com/phananhonline. Các bạn search cái từ khóa là Phan Anh Online ra là sẽ thấy. Ok, một lần nữa xin chúc cho các anh chị các bạn có một năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt hơn, thành công hơn, kinh doanh kiếm được nhiều tiền hơn, có được lợi nhuận tốt hơn và có những cái chiến lược online hóa, chiến lược kinh doanh trực tuyến thật là tốt. Và tôi hy vọng là cái bài video này có giá trị với các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.